Kho quạt chai nha quý vị ơi, thơm ngon hấp dẫn luôn. Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Hôm nay thì Quỳnh Phương vừa mới làm xong một cái kho quạt đây. Cái này là đậu phộng kho quạt nha quý vị. Cái này mình chấm rau luộc hay là rau sống đều ngon. Hôm nay thì Quỳnh Phương có thêm một xíu rau muống để chấm với cái kho quạt hấp dẫn này đây. Đó, nước thì đậm đà, ngon. Đậu phộng thì bùi bùi, rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ Quỳnh Phương sẽ chấm thử vô đây một miếng nha. Đó, rau muống bóp giấm đường á, mình chấm vô đây nữa. Hồi ơi, rất là ngon luôn. Để làm cái món này á, thì Quỳnh Phương trước tiên Quỳnh Phương có chuẩn bị ở đây là 100g đậu phộng sống nha. Đó, mình lựa những cái hạt chắc á, nó không bị hư. Hạt hư thì mình lựa bỏ hết đi. Sau đó thì mình sẽ bỏ vô đây ngâm nước. Nước ấm tay nha quý vị, cái nước vừa ấm ấm tay là được rồi. Đó, thì mình ngâm khoảng 30 phút đi cho cái đậu phộng này nó mềm mềm, rồi mình đãi vỏ bớt một xíu. Sau đó thì chúng ta sẽ đem nấu nha. Đó, quý vị nào mà thích ăn đậu phộng giòn á, thì mình đem rang, còn muốn ăn đậu phộng mềm giống như Quỳnh Phương thì mình sẽ đem nấu. Mình cho nước nhiều nhiều, nó ngập ngập hết cái phần đậu phộng này nè, khoảng 3 cm, cỡ một móng tay vậy đó, giống như mình nấu cơm như vậy. Rồi lúc mà mình nấu thì mình tranh thủ chuẩn bị một số nguyên liệu khác, chẳng hạn như là cái này là củ hành tím nè, ớt nè, rồi không thể nào mà thiếu tiêu xanh. Đó, tiêu xanh thì cũng một ít, 2 chùm tiêu xanh, ngò. Đó, đơn giản nha quý vị, có nhiều đó là chúng ta làm được một cái kho quẹt chay rất là ngon từ đậu phộng rồi. Đó, về cái phần củ hành tím này, mình dùng 4 củ này khoảng 10g nha. Quý vị nào không thích ăn củ hành tím thì mình sử dụng bao rô hay kiệu thì tùy ý thích của mình nha. Thì mình cứ cắt ra thôi, cái phần củ hành tím này thì cứ cắt nhuyễn ra rồi sau đó chúng ta bằm. Một lát mình khử cho nó thơm. Nấu Quỳnh Phương bầm nhuyễn gì nè là được rồi đó. Quý vị xem kênh mà các yêu thích nhớ ấn cho Quỳnh Phương xin một like nha. Cảm ơn quý vị. Quý vị nào chưa đăng ký kênh á, nhớ ấn đăng ký kênh. Để khi nào mình có video mới thì YouTube sẽ dễ dàng thông báo cho quý vị nha. Rồi bây giờ sau khoảng 30 phút đó, khi mà nóng á thì mình cứ dở nắp ra, mình coi nó sôi lên á thì mình mới hạ lửa nhỏ nhỏ xuống. Đó, mình để mình nấu từ từ, lửa vừa vừa đó, đến khi nào nước nó xem xét cạn gì nè, mình thử coi nó mềm chưa. Nếu mà chưa mềm thì mình cho nước một xíu nữa mình nấu, đến khi nào đậu nó mềm nữa quý vị. Đó, khi mà mình nấu đậu phộng nó mềm nó ngon rồi đó, mình vớt ra mình rửa lại một cái nữa cho nó sạch, với mình đãi sạch cái phần vỏ luôn. Rồi mình mới bắt cái ơ này lên đó, mình cho khoảng 2 muỗng canh dầu vào đó, đợi dầu nóng lên. Rồi bây giờ mình mới cho cái phần củ hành tím nè. Củ hành tím nếu Quỳnh Phương băm á, mình cho vào mình phi. Nếu quý vị dùng bao rô thì mình cho bao rô vào. Mình nhớ đảo đều nha, để lửa vừa vừa thôi để tránh nó bị cháy. Đó, khi nào mà thấy nó bốc mùi thơm lên và nó chuyển qua hơi vàng vàng là được. Nè, bây giờ nó hơi vàng vàng rồi, bắt đầu Quỳnh Phương sẽ cho nước mắm chay vào nha. Đó, nước mắm chay thì Quỳnh Phương cho 3 muỗng canh. Nước mắm chay thì mình có thể mua ở mấy cái tiệm chuyên về bán đồ chay á quý vị. Đó, mấy cái tiệm chuyên thì người ta sẽ có nhiều. Tiếp theo là 1 muỗng hạt nêm chay trực nắm. Đường, đường thì mình sẽ cho vào một lượng bằng với nước mắm. Thì mình cứ cho 3 muỗng nước mắm thì mình cho 3 muỗng đường nha quý vị. Rồi mình thích ăn ngọt hơn hay nhạt hơn thì mình sẽ gia giảm cái lượng đường này. Rồi mình cứ đảo á, mình đảo đều cái sơn cái cho gia vị nó thấm đều cái. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho thêm cái phần nước vào. Đó. Thì cứ 3 muỗng canh nước mắm thì Quỳnh Phương sẽ cho 12 muỗng canh nước. Đó. Thì quý vị cho nếu mà sợ mặn hay nhạt gì đó, mình thích cái khẩu vị của mình á thì mình cứ cho vào từ từ, mình nêm đến khi mà vừa cái khẩu vị của mình thì thôi.
Tại vì một lát mình cho nước nhiều nè, một lát mình còn kho thêm cái phần đậu phộng nữa quý vị. Rồi mình để cho nó sôi nước lên, mình mới cho thêm hơn hơn nửa muỗng tương ớt vào. Quý vị nào mình muốn nước nó kẹo hơn á, mình có thể cho một xíu bột năng đó quý vị, cho vào nửa muỗng mà mình quậy với nước lạnh á, nó tan ra rồi thì nước nó sẽ sệt hơn nữa. Sau đó mình mới cho cái phần đậu phộng mà mình nấu mềm rồi đó, mình cho vào, mình nấu thêm xíu là được. Rồi khi mà gần được thì mình mới cho nước màu vào, nước màu thì cho hơn hơn nửa muỗng xíu. Cái muỗng mình dùng là muỗng canh nha quý vị, thì cứ vậy mình để lửa vừa vừa, nhỏ nhỏ một xíu, mình nấu riu riu rồi đó, cho gia vị nó thấm vô cái phần đậu phộng với nước, nó sẽ keo lại và nó hơi sệt sệt lại thêm nữa. Bây giờ Quỳnh Phương mới cho cái phần ớt vào nè, đó, ớt nè, rồi tiêu xanh mình cũng cho vào luôn. Ai thích ăn tiêu sọ thì có thể cho vào khoảng nửa muỗng nước cũng được nha quý vị. Đó, cái nước bắt đầu hấp dẫn rồi nè, nhìn rất là hấp dẫn. Nãy thì Quỳnh Phương đã chuẩn bị một xíu rau muống để ăn kèm, hoặc là quý vị có thể luộc cái dao chẳng hạn, hay là rau muống mình luộc, rau lang. Và trước khi tắt bếp thì mình cho thêm một xíu dầu lên trên khoảng muỗng vậy đó. Còn quý vị nào ăn kiêng dầu thì khỏi nha. Rồi, vậy là cơ bản thì Quỳnh Phương món ăn tại nhà, chuyên chia sẻ các món chay ngon, dễ làm, đơn giản tại nhà. Cảm ơn quý vị luôn ủng hộ Quỳnh Phương trong suốt thời gian qua nha. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành rồi. Đây là một cái dĩa mà rau muống bóp giấm đường của Quỳnh Phương làm xong rồi nè. Bây giờ Quỳnh Phương sẽ chấm thử cho quý vị xem nha. Đó, mình lấy miếng rau muống chấm vô đây. Đó, để vô cái chén cơm trắng. Đó, hoặc là mình chan một xíu nước này nè vô cơm á, ăn kèm. Rau muống còn giòn, ngon, chua chua, ngọt ngọt. Cắn thêm chè ớt cay cay nữa, ngon lắm quý vị. Trong mấy ngày mưa mà ăn cái món này rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ Quỳnh Phương chấm thêm xíu nữa nha. Đậu phộng thì nó bùi bùi, rất là hấp dẫn luôn. Quý vị làm thử ăn nha. Rồi, Quỳnh Phương chúc quý vị ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà.